phẩm Harry Potter tập 6 Hoàng tử Lai Tác giả J.K. Rowling Người dịch Lý Lan Nhà xuất bản trẻ ấn hành Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Chương 13 video bí ẩn Katie được chuyển qua bệnh viện Thánh Minh Gô chuyên điều trị thương tích và bệnh tật pháp thuật vào ngày hôm sau. Vào lúc đó thì tin cô bé bị ếm ma thuật đã lan ra khắp trường. Mặc dù chi tiết khá rối rắm và ngoại trừ Harry, Ron, Hermione, Lin, có vẻ không ai biết rằng bản thân Katie không phải là mục tiêu được nhắm tới. Ôi, dĩ nhiên Malfoy thì biết chứ. Harry nói với Ron và Hermione, hai đứa này cứ tiếp tục chính sách mới của tụi nó là giả điếc mỗi khi Harry nhắc tới lý thuyết Manfoy là một tử thần thực tử. Harry đã lo lắng không biết cụ Dumbledore có từ đâu đó trở về đúng hẹn cho buổi học tối thứ hai không. Nhưng bởi vì chẳng nhận được thông báo nào quản lại, nên nó tự trình diện trước văn phòng cụ Dumbledore vào lúc 8 giờ đúng, gõ cửa và được mời vào. Kia, cụ Dumbledore ngồi đó, trông mệt mỏi khác thường. Bàn tay của cụ vẫn cháy khô đen đúa như lâu nay, nhưng cụ mỉm cười khi ra dấu cho Harry ngồi xuống. Cái chậu tưởng ký lại được đặt trên bàn, hắt những đốm sáng ống ánh bạc lên trần. Con đã khá bận rộn trong thời gian thầy đi vắng. Cụ đo nói, ta tin là con đã chứng kiến tai nạn của Cathy. Dạ thưa thầy, bạn ấy ra sao rồi? Vẫn chưa được khỏe lắm, mặc dù trò ấy khá may mắn trò ấy dường như chỉ chạm nhẹ vào sâu chuỗi với một diện tích da rất nhỏ bị tiếp xúc. Có một cái lỗ nhỏ xíu trên găng tay trò ấy. Nếu trò ấy mà đeo sâu chuỗi đó vô, thậm chí nếu trò ấy cầm sâu chuỗi mà không đeo găng tay, thì trò ấy đã chết rồi, có thể ngay lập tức. May thầy giáo sư Snape đã hành động một kịp thời để ngăn chặn không cho bùa ếm đó phát tán nhanh chóng. Sao lại là ông ấy? Harry hỏi ngay, Sao không phải là bà Bomfrey? Láo xược! Một giọng nói nhỏ vang lên từ một trong những bức chân dung trên tường và cụ Phineas Nigelus Black, ông cố tổ của chú Sirius, ngóc đầu lên khỏi hai cánh tay. Hình như vẫn được cụ coi như cái gối kê đầu để ngủ. Ta không đề nào cho phép một học sinh hỏi dặn dẹo trong trường Hogwarts thời mà ta còn điều hành. Dân, cảm ơn cụ Phineas. Cụ Dumbledore dỗ yên Giáo sư Snape biết nhiều hơn bà Pomfrey về nghệ thuật hắc ám Harry à. Dù sao đi nữa thì nhân viên bệnh viện Thánh Minhgo đang gửi tường trình hàng giờ cho thầy. Và thầy hy vọng Katie sẽ sớm bình phục hoàn toàn. Thưa thầy, thầy đi đâu hồi cuối tuần rồi? Harry hỏi, bất chấp một cảm giác mạnh mẽ là có thể nó đang liều mạng. Một cảm giác dường như của Phineas Nigelus chia sẻ cụ huyết gió khe khẽ. Bây giờ thì thầy không tiện nói. Cụ đùm lê đo nói. Tuy nhiên khi nào đúng lúc thì thầy sẽ nói cho con biết. Thầy sẽ nói hả? Harry hấp tấp nói. Ừ, thầy định vậy. Cụ đùm lê đo nói. Vừa rút trong túi áo ra một cái chai mới chứa những ký ức ống ánh bạc và mở nút chai bằng một cái gõ của cây đũa phép. Thưa thầy, Harry lại ngập ngừng nói Con đã gặp lão Mendengus ở Hogsmeade À phải Thầy đã biết về việc Mendengus Nhẹ tay nấn tài sản thừa kế của con Cụ Dumbledore nói hơi cau mày Lão đã lặng mất tiêu Từ lúc con bắt quả tang lão bên ngoài quán ba cây chổi Thầy nghĩ lão sợ giáp mặt thầy Tuy nhiên con có thể yên tâm là lão sẽ không thể nào ăn cắp thêm bất cứ cái gì nữa trong tài sản trước đây của chú Sirius. Lão già lai ghẻ lỡ ấy ăn cắp của gia truyền của dòng họ Black à? Cụ Phineas Nigelus nói, cụ điên tiết lên và chuồn ra khỏi cái khung tranh của mình, chắc chắn là để về thăm cái chân dung của cụ ở số 12 đường Quy Mau. Thưa thầy, Harry nói, sau một khoảng ngắn nín thinh, Giáo sư McGonagall có nói với thầy điều con đã thương với cổ sau khi Katie bị thương không? Về Draco Malfoy đó. Có, cổ có nói với thầy về sự nghi ngờ của con. Cụ Dumbledore nói. Và thầy có... Thầy sẽ tiến hành những biện pháp thích đáng để điều tra bất cứ ai có nhúng tay vào tai nạn của Katie. Cụ Dumbledore nói. Nhưng điều thầy bận tâm lúc này, Harry à, là bài học của chúng ta. Harry cảm thấy hơi bực mình về chuyện này. Nếu buổi học của thầy trò nó quan trọng như vậy, tại sao buổi học thứ nhì lại cách xa buổi học thứ nhất dữ vậy? Tuy nhiên nó không nói gì thêm về của Malfoy, mà chỉ ngồi nhìn khi cụ Dumbledore rót cái ký ức mới vào trong cái tưởng ký và bưng cái chậu đá giữa hai bàn tay với những ngón tay rất dài. Cụ bắt đầu xoay cái chậu đá một lần nữa. Thầy biết chắc con vẫn nhớ rằng Chúng ta đã rời câu chuyện về thuở ban đầu của chúa tể Voldemort Ở chỗ chàng mơ gô trẻ tuổi đẹp trai Tom Riddle Đã bỏ rơi cô vợ phù thủy Merope Để trở về nhà mình ở làng Hang Lê Tân nhỏ Merope bị bỏ lại một mình ở Luân Đôn Bụng mang dạ chữa đứa bé sau này sẽ trở thành chúa tể Voldemort Thưa thầy, làm sao thầy biết là cô ở Luân Đôn? Bởi vì có chứng cứ của một ông... Caractacus Cụ Đâm Đo nói, ông này do một ngẫu nhiên kỳ lạ đã giúp thành lập chính cái tiệm xuất xứ của sâu chuỗi mà chúng ta vừa thảo luận. Cụ sàng đải nội dung của cái tưởng ký như Harry đã từng thấy cụ sàng đải trước đây, rất giống cách những người thợ mỏ vàng sàng đải quặng để tìm vàng. Dâng lên trên cái khối ống ánh bạc đang xoáy tít là một người đàn ông từ từ xoay vòng vòng trong cái tưởng ký Ban đầu bạc trắng như ma nhưng rắn chắc hơn dần với một mái tóc phủ kín cả mắt. Dần, chúng tôi có được nó trong một trường hợp lạ lùng. Một phù thủy trẻ đem nó đến trước lễ Noel. Ôi, cách đây nhiều năm rồi, cô ta nói cô ta cần vàng ghê lắm. Chà, điều đó rất hiển nhiên. Cô ta ăn mặc đất rưới và coi bộ chẳng bao lâu nữa sẽ có em bé. Cô ta nói sợi dây chuyền là của dòng họ Slytherin. Ôi, lúc nào chúng tôi cũng nghe những câu chuyện tương tự như vậy. Ôi, đây là chi vật của dòng họ Melin. Đây là cái bình trà cưng của ngài. Nhưng khi tôi nhìn kỹ nó, thì nó có dấu hiệu của ngài Slytherin hẳn hoi. Và chỉ cần vài phép bùa chú đơn giản là tôi biết được đồ thật. Dĩ nhiên điều đó khiến nó vô giá cô ta lại dường như không biết chút gì giá cả của vật đó vui vẻ mà nhận 10 galeon đánh đổi vật đó món hời nhất mà tôi từng mua cụ Lê đo lắc cái chậu tưởng ký một cái thiệt mạnh và ông caractacus burke lại trở xuống mớ cái ức xoáy tiếp chỗ mà ông ta đã từ đó hiện ra ông ta chỉ trả cổ 10 galeon thôi hả Harry phẫn nộ nói. Ông Caractacus không nổi tiếng lắm về tính hào phóng. Cụ Dumbledore nói. Vậy là chúng ta biết, lúc gần sanh, Merope đã một mình ở Luân Đôn và cần vàng ghê gớm. Cần đến nỗi phải bán đi tài sản có giá trị duy nhất. Sợi dây chuyền vốn là một trong những di sản gia truyền quý báu của Mavolo. Nhưng cô ta có thể phù phép mà, Harry sốt ruột nói. Cô ta có thể tự kiếm đồ ăn và mọi thứ cho mình bằng pháp thuật đúng không? À, cụ Dumbledore nói. Có lẽ cô ta có thể làm vậy, nhưng thầy tin và một lần nữa thầy chỉ đoán mà thôi. Nhưng thầy tin là thầy đúng, rằng khi bị chồng bỏ, Merobe đã thôi dùng pháp thuật. Thầy nghĩ cô ta không muốn là phù thủy nữa dĩ nhiên cũng có thể tình yêu không được đáp lại của cô ta và nỗi tuyệt vọng kèm theo để làm cạn kiệt sức mạnh của cô. Điều đó có thể xảy ra lắm. Đằng nào đi nữa, như con sắp sửa thấy đây, Merope từ chối giơ cây đũa phép lên, cho dù để cứu chính mạng sống của mình. Cô ta thậm chí không muốn sống vì đứa con của mình sao? Cụ Dumledo nhướng chân mày lên, con còn có thể cảm thấy thương xót chúa tể Voldemort à? Không, Harry nói nhanh, nhưng cô ta có thể lựa chọn, đúng không? Chẳng giống như mẹ của con. Mẹ của con cũng có quyền lựa chọn. Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói, đúng vậy. Merobe Riddle đã chọn cái chết bất chấp đứa con trai đang cần đến cổ. Nhưng đừng phán xét cổ khắc nghiệt quá, Harry à. Cổ đã suy yếu đi rất nhiều vì nỗi đau khổ kéo dài và cổ chưa bao giờ có được lòng can đảm như mẹ con và bây giờ nếu con chịu đứng yên chúng ta sẽ đi đâu harry hỏi khi cụ dumbledore đến đứng cạnh nó trước cái bàn lần này cụ dumbledore nói chúng ta sẽ đi vào ký ức của thầy thầy nghĩ con sẽ thấy ký ức của thầy phong phú chi tiết và chính xác mỹ mãn mời con đi trước harry Harry cúi xuống cái tượng ký, mặt nó chạm vào bề mặt mắt lạnh của ký ức và rồi nó rơi xuyên qua bóng tối một lần nữa. vài giây sau, chân nó chạm mặt đất cứng. Nó mở mắt ra và thấy nó với cụ Dumbledore đang đứng trên một đường phố luân đôn cổ kính và khá náo nhiệt. Thầy kia kìa! Cụ Dumbledore hớn hở nói, vừa chỉ về phía trước nơi một dáng người cao đang băng qua đường trước chiếc xe ngựa kéo chở sữa chòm râu và mái tóc dài của chàng trai albert dumledor trẻ tuổi này màu nâu vàng sau khi qua tới lề đường mà hai thầy trò nó đang đứng cậu ta rảo bước đi dọc theo lề đường thu hút những cái liếc mắt tò mò nhờ bộ đồ nhung màu mận được may cắt đỏm dáng mà cậu đang mặc thưa thầy bộ đồ đẹp quá Harry buộc miệng nói không kèm lại được. Nhưng cụ Dumbledore chỉ chắc lưỡi khoái trá đi theo hình bóng trẻ tuổi của mình cách một khoảng ngắn. Cuối cùng ngang qua hai cánh cổng sắt để vào một khoảnh sân trống trải phía trước, một tòa nhà vuông dứt khá kiên cố, có hàng rào song sắt cao bao quanh. Thầy Dumbledore trẻ leo lên những bậc thềm dẫn đến cửa chính và gõ một lần. Chỉ một hai tích tắc sau, cánh cửa được một cô gái nhếch nhác đeo tập về mở ra. Chào cô, tôi có hẹn với bà Khô Lê, người mà theo tôi nghĩ là quản lý ở đây. À, cô gái nói trông có vẻ bối rối vì bộ dạng kỳ cục của thầy Đâm Lê Đo. Um, chỉ chút xíu bà Khô Lê, cô ta ngoái đầu ra sao rống lên. Harry nghe một giọng nói ở xa quát to điều gì đó để đáp trả. Cô gái quay lại thầy Đâm Đo nói. Mời vào, bà ấy ra ngay cụ Lê Đo trẻ bước vào một hành lang lát gạch đen trắng toàn cảnh nơi ấy trông sơ sài nhưng sạch như ly như lau harry và cụ Lê Đo đi theo trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ một người đàn bà da bọc xương dễ mặt phiền muộn lật đật đi về phía họ bà ta có một gương mặt sắc cạnh có vẻ lo âu nhiều hơn là ác độc và bà ta vừa đi về phía thầy Lê Đo vừa ngoái đầu ra sau nói với một người giúp việc đeo tạp về khác và đem Iốt lên đầu cho Martha. Bill Stubb cứ gỡ ghẻ của đó và Eric Wally thì rỉ mũ ra khắp khăn trải giường. Bệnh trái rạ trên hết mọi thứ. Bà ta không nói với người nào cụ thể và rồi mắt bà gặp phải thầy Đâm Đo và bà đứng lặng người giữa lối đi. Có vẻ kinh ngạc như thể thấy một con hươu cao cổ vừa mới bước qua ngưỡng cửa nhà bà. Chào bà, thầy đum lê đo nói giơ một bàn tay ra bà cô lê chỉ há hốc mồm tên tôi là albert đum lê đo tôi đã gửi cho bà một lá thư xin được gặp và bà đã tử tế mời tôi đến đây vào ngày hôm nay bà cô lê chớp mắt dường như quyết định rằng thầy đum lê đo không phải là một ảo giác bà nói giọng yếu ớt à phải thôi thôi thì anh nên đi vào phòng của tôi vâng ừ bà dẫn thầy đưa lê đo vào một căn phòng nhỏ có vẻ như nửa là phòng khách nửa là phòng làm việc nó cũng sơ sài như hành lang và bàn này ghế nọ không đồng bộ bà mời thầy đưa lê đo ngồi xuống một cái ghế ọp ẹp và tự bà cũng ngồi xuống phía sau một cái bàn làm việc bừa bộn lộn xộn trố mắt nhìn thầy lo lắng tôi đến đây như tôi đã viết cho bà trong lá thư để thảo luận về tom quýt và thu xếp tương lai cho cậu bé Thầy Đâm Lê Đo nói Ông là thân nhân của nó hả? Bà Cô Lê hỏi Không, tôi là một giáo viên Thầy Lê Đo nói Tôi đến để đề nghị những Tom vào học ở trường của tôi Vậy trường của ông là trường gì? Tên trường là Hogwarts Thầy Lê Đo nói Và vì sao ông lại quan tâm đến Tom? Chúng tôi tin là cậu bé có những phẩm chất mà chúng tôi đang tìm kiếm có phải ý ông nói là nó xin được học bổng nó làm sao mà xin được nó chưa bao giờ nộp đơn xin cái nào à tên của cậu bé đã được ghi sẵn trong trường từ khi mới được sinh ra ai ghi danh cho nó cha mẹ nó hả chắc chắn bà cô lê là một người đàn bà sắc sảo phiền phức dường như thầy đưa lê đo cũng nghĩ như vậy bởi vì giờ đây harry thấy thầy rút nhẹ cây đũa phép ra khỏi túi của bộ đồ nhung đồng thời cầm lên một tờ giấy trắng bóc trên bàn của bà khô lê đây thầy Đâm lê đo nói dĩ cái đũa phép một cái khi thầy đưa miếng giấy cho bà khô lê tôi nghĩ cái này sẽ khiến cho mọi thứ được rõ ràng mắt bà khô lê lé đi rồi ngay lại khi bà chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng một hồi có vẻ hoàn toàn hợp lệ bà nói với vẻ yên tâm đưa lại tờ giấy. Kế đến bà ngó thấy một chai rượu gin và hai cái ly mà chắc chắn là không hề tồn tại trước đó vài giây. Ờ, cho phép tôi được mời anh một ly rượu gin nha. Bà nói bằng một giọng cực kỳ tao nhã. Cảm ơn bà nhiều lắm. Thầy đâm Lê Đo nói tươi cười. Bà Khôi Lê chẳng mấy chốc đã tỏ rõ bà không phải là tay mơ về chuyện uống rượu gin. Rót cho cả hai người những ly rượu đầy ấp Bà uống một hơi cạn ly của bà, chép môi sảng khoái một cách thẳng thắn. Bà mỉm cười với thầy Dumbledore lần đầu tiên. Và thầy không chần chừ gì mà không tận dụng ngay cơ hội thuận lợi này. Tôi đang tự hỏi liệu bà có thể kể cho tôi nghe tiểu sử của Tom Riddle không? Tôi nghĩ cậu ấy chào đời ở viện một cô này thì phải. Đúng vậy. Bà Khô Lê nói, tự rót thêm rượu chin cho mình. Tôi nhớ chuyện đó rõ như bất cứ chuyện nào khác, bởi vì tôi cũng chỉ mới bắt đầu làm việc ở đây vào lúc đó. Đêm giao thừa lạnh thấu xương, anh biết đó, tuyết rơi dữ lắm, đêm quái quỷ. Và cô gái ấy không lớn tuổi hơn tôi lắm vào lúc đó, lê lết bước lên bậc thềm cửa chính. Ôi, cô ta chẳng phải người đầu tiên, chúng tôi đưa cô ta vào, và trong vòng một giờ đồng hồ sau, cô đã sinh ra đứa bé. Bà cô Lê gật cù một cách đầy ấn tượng Và làm thêm một ngụm chin thiệt to nữa Cô có nói điều gì trước khi chết không? Thầy đâm lê đo hỏi Điều gì vì cha của đứa bé chẳng hạn À có đó, như vẫn thường xảy ra Bà cô Lê nói Lúc này bà ta dường như đang cao hứng Với ly rượu chin trong tay Và một thính giả háo hức muốn nghe bà kể chuyện Tôi nhớ cô ấy nói với tôi tôi hi vọng bé giống cha bé và tôi không nói dối đâu. Cô hi vọng như vậy là đúng bởi vì cổ xấu ơi là xấu. Và rồi cổ kêu tôi đặt tên cho bé là Tom theo tên ba của bé và Mavolo theo tên bố của cổ. Nhưng tôi biết tên buồn cười quá. Chúng tôi đã thắc mắc phải chăng cổ đến từ một gánh xiết và cổ nói họ của đứa bé là Riddle và cổ chết ngay sau đó không thốt thêm lời nào. Vậy là chúng tôi đặt tên cho đứa bé y như lời cổ dặn. Dường như điều đó quan trọng đối với cô gái tội nghiệp ấy. Nhưng chẳng thấy Tom hay Mavolo hay bất cứ Riddle nào đó đến đây tìm đứa bé. Cũng chẳng có thân nhân nào hết. Thành ra đứa bé ở lại diện mồ côi và đã ở đây từ đó đến giờ. Gần như lơ đảng, Bà Khô Lê lại tự chuốt cho mình một ly rượu gin đầy ấp khác. Hai đốm hồng hồng đã hiện trên đôi gò má cao của bà. Rồi bà nói, nó là một thằng bé lạ lắm. Dân, thầy Đông Lê Đo nói, tôi tin là cậu ấy có thể khác thường. Hồi còn sơ sinh nó cũng đã lạ rồi, nó hầu như không khóc bao giờ, ông hiểu chứ. Và rồi khi lớn thêm một chút, nó kỳ quái lắm. Kỳ quái như thế nào? Thầy Đâm Lê Đo nhã nhặn hỏi. Chà, nó... Nhưng bà Khô Lê chợt ghiềm lại và ánh mắt dò hỏi qua ly rượu chin của bà về phía thầy Đâm Lê Đo không mơ hồ hay dớ dẫn chút nào. Ông nói là chắc chắn nó được nhận vô trường của ông hả? Chắc chắn. Thầy Đâm Lê Đo nói. Và không có điều gì tôi nói ra có thể thay đổi điều đó chứ. Không thầy đùm lê đò nói dù gì đi nữa ông cũng đem thằng bé đi chứ dù gì đi nữa thầy đùm lê đò trang nghiêm lặp lại bà cô lê liếc thầy một cái như thể cân nhắc xem có thể tin được thầy hay không dường như bà quyết định là có thể tin bởi vì bỗng nhiên bà nói thiệt nhanh nó khiến những đứa trẻ khác sợ chết khiếp có phải bà muốn nói cậu ấy là kẻ hiếp đáp trẻ khác thầy đùm lê đò hỏi tôi nghĩ chắc là nó có bắt nạt. Bà Cô nói hơi cau mày, nhưng rất khó mà bắt nó tại trận. Có những chuyện ngẫu nhiên, những chuyện quái quỷ. Thầy Đông Đo không thúc giục bà Cô nói, nhưng Harry có thể thấy là thầy đang khoái nghe. Bà ta lại hớp thêm một ngụm rượu chin nữa, và đôi má hồng của bà càng hồng ửng lên. Con thỏ của Billy Stop chà, Tom nói là nó không làm chuyện đó, và tôi thấy nó không thể nào làm nổi chuyện đó. Nhưng dù có như vậy thì thỏ đâu có tự treo mình lên sàn ngang. Không, tôi không nghĩ vậy. Thầy đâm lê đo khẽ nói. Nhưng tôi mà biết nó làm cách nào mà leo được lên xà để làm chuyện đó thì cho tôi chết toi đi cho rồi. Tôi chỉ biết là nó và Billy đã cãi nhau vài hôm trước và rồi... Bà cô Lê ực thêm một hớp rượu gin nữa. Lần này, để nhiễu một chút rượu xuống cầm. Trong một dịp đi giả ngoại mùa hè, chúng tôi đưa bọn trẻ đi chơi ở thôn quê hay bờ biển. Anh biết đó, mỗi năm một lần. Chà, từ chuyến đi đó về sau, Amy Benson và Dennis cứ dở tỉnh dở ngay. Điều duy nhất mà chúng tôi có thể moi được từ hai đứa nó là tụi nó đã đi vô một cái hang với Tom Riddle. Có thể là tụi nó chỉ đi thám hiểm nhưng tôi tin chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra trong hang. Trời ôi thôi, có rất nhiều chuyện, những chuyện quái gở. Bà ngó chừng thầy đun lê đo một lần nữa, và mặc dù hai má bà đã đỏ bừng, cái nhìn chồng chọc của bà vẫn nghiêm chỉnh. Tôi cho là sẽ không có nhiều người tiếc nuối khi thấy nó ra đi đâu. Tôi chắc bà cũng hiểu rằng chúng tôi sẽ không giữ luôn cậu bé. Thầy lê Đo nói, cậu bé sẽ trở về đây ít nhất thì cũng vào mỗi mùa hè. Ồ, thôi cũng được. Vậy còn hơn bị que sắt rỉ nện vô mũi. Bà khô lê nói, hơi bị nất cục. Bà đứng lên, và Harry rất có ấn tượng khi thấy bà hết sức dững dàng. Mặc dù chai rượu gin giờ đây đã dơi hết hai phần ba. Tôi đoán là anh muốn gặp nó. Rất muốn. Thầy đâm lê đo nói, và thầy cũng đứng dậy. Bà Cô Lê dẫn thầy đi ra khỏi văn phòng và đi lên một cầu thang bằng đá. Vừa ra lệnh vừa khiển trách những người giúp việc và lũ trẻ con khi bà đi ngang qua họ. Harry thấy tất cả lũ trẻ mồ côi đều mặc cùng một loại áo dài xám xịt. Trong chúng cũng được chăm sóc tương đối tốt nhưng không thể chối rằng đó là một nơi khắc nghiệt cho trẻ con lớn lên. Chúng ta đến nơi rồi. Bà Cô Lê nói khi họ quẹo qua chân cầu thang của tầng thứ hai và dừng lại bên ngoài cánh cửa thứ nhất trong một hành lang dài bà ta gõ lên cửa hai lần rồi bước vô phòng tom à con có khách đây là ông Beton... À xin lỗi lê đo ông ấy đến để nói với con thôi ta sẽ để cho ông nói harry và hai lê đo đi vô phòng và bà cô lê đóng cửa phòng lại sau lưng họ đó là một căn phòng nhỏ trơ trụi, hầu như không có gì ngoại trừ một cái tủ áo cũ và một cái khung giường sắt. Một cậu bé đang ngồi trên một đống mền xám, chân duỗi thẳng ra phía trước, tay cầm một cuốn sách. Chẳng có dấu vết gì của dòng họ Gunn trên gương mặt của Tom Riddle. Merobe đã đạt được ước nguyện phúc lâm chung. Cậu bé là hình ảnh thu nhỏ của người cha đẹp trai khá cao so với tuổi 11, tóc đen và làn da tai tái, Mắt cậu bé hơi nheo lại khi ngắm cái bộ dạng kỳ quái của thầy Đâm Lê Đo. Hai bên im lặng một lúc. Chào Tom. Thầy Đâm Lê Đo nói, vừa đi tới và giơ tay ra. Cậu bé do dự rồi nắm lấy bàn tay người khách. Hai người bắt tay nhau. Thầy Đâm Đo kéo một cái ghế bằng gỗ cứng đến ngồi bên cạnh Riddle, khiến cho hai người trông hơi giống cảnh một bệnh nhân và khách thăm bệnh trong bệnh viện Tôi là giáo sư Dumbledore. Giáo sư? Đứa lặp lại, nó tỏ vẻ lo lắng. Có giống như bác sĩ không? Ông đến làm gì? Có phải bà ấy kêu ông tới khám tôi không? Cậu bé chỉ về phía cánh cửa mà bà Khô Lê vừa đóng lại khi bỏ đi. Không không. Thầy Đương Đo mỉm cười nói. Tôi không tin ông. Riddle nói. Bà ấy muốn để tôi khám bệnh đúng không? Nói thiệt đi cậu bé nói ba tiếng cuối với một sức mạnh dứt khoát gần như kích động đó là một mệnh lệnh và nó vang lên như thể trước đây cậu bé đã ra lệnh như vậy nhiều lần mắt cậu bé mở to và cậu nhìn trừng trừng thầy dumbledore thầy không đáp lại mà chỉ tiếp tục mỉm cười thoải mái vài giây sau đứt đồ ngưng chiếu tướng mặc dù cậu trông có vẻ lo lắng hơn ông là ai tôi vừa nói với em tôi là giáo sư dumbledore và tôi làm việc ở một trường học tên là Hogwarts. Tôi đến đây để mời em về học ở trường tôi, là trường mới của em, nếu em muốn học ở đó. Phản ứng của Riddle đồ trước việc này đáng ngạc nhiên nhất. Nó nhảy ra khỏi giường và lùi xa thầy Dumbledore, vẻ mặt giận dữ. Ông đừng hòng lừa tôi, chỗ ông đến là nhà thương điên chứ gì? Giáo sư hả? Ừ, dĩ nhiên. Nè, tôi không đi đâu, có hiểu không? Con mèo già ấy mới là kẻ nên vô nhà thương điên. Tôi không làm bất cứ điều gì nhỏ Amy Benson hay Dennis Bishop. Và ông có thể hỏi chúng. Chúng sẽ kể cho ông nghe. Tôi không đến từ nhà thương điên. Thầy Dumbledore kiên nhẫn nói. Tôi là một giáo viên. Và nếu em ngồi xuống bình tĩnh lại, tôi sẽ kể em nghe về trường Hogwarts. Dĩ nhiên, nếu em không muốn đi học ở trường đó thì không ai cưỡng ép em. Họ cứ thử cưỡng ép xem. Riddle chế nhạo. Hogwarts thầy Dumbledore nói tiếp, như thể thầy không hề nghe mấy lời vừa rồi của Riddle. Là một trường học dành cho những người có năng khiếu đặc biệt. Tôi không điên. Tôi biết em không điên. Hogwarts không phải là trường học cho người điên. Đó là trường học pháp thuật. Im lặng, Riddle đã đông cứng, mặt nó vô hồn, mắt nó đảo qua đảo lại giữa hai con mắt của Dumbledore. Như thể tìm cách bắt quả tang một trong hai con mắt đó nói dối nó thì thầm lặp lại. Đúng vậy. Thầy Dumbledore nói. Đúng là, đúng là pháp thuật là cái mà tôi có thể làm. Cái em có thể làm là những cái gì? Đủ thứ. Riddle thì thào. Một nguồn cảm xúc sôi nổi trào dâng lên tới cổ nó, lan đến hai má hõm của nó, trong nó như đang lên cơn sốt. Tôi có thể khiến đồ vật di chuyển mà không cần phải đụng tới chúng. Tôi có thể khiến thú vật làm những gì tôi muốn chúng làm mà không cần huấn luyện chúng. Tôi có thể khiến chuyện xui xẻo xảy ra cho người ta nếu họ làm tôi bực mình. Tôi có thể khiến họ đau đớn nếu tôi muốn. Hai chân Riddle đang rung. Nó té nhào tới trước và lại ngồi dậy trên giường, đâm đâm nhìn hai bàn tay của nó. Đầu nó cúi xuống như thể đang cầu nguyện. Tôi biết tôi khác người. Nó thì thầm với mấy ngón tay run rẩy của mình. Tôi biết tôi đặc biệt. Luôn luôn tôi biết có cái gì đó. Ừ, em hoàn toàn đúng. Thầy Đo nói, thầy không còn mỉm cười nữa mà chăm chú nhìn đồ. Em là một pháp sư. đồ ngẩng đầu lên, mặt nó biến đổi, một niềm vui cuồng nhiệt hiện trên mặt nó. Nhưng không hiểu vì sao điều đó không làm cho gương mặt nó đẹp trai hơn, mà ngược lại, nét mặt khéo tạc của nó dường như hung dữ hơn, biểu lộ vẻ tàn bạo hơn. Ông cũng là pháp sư hả? phải tôi cũng là pháp sư chứng minh đi riddle nói ngay cũng bằng cái giọng ra lệnh mà nó đã dùng khi kêu nói thiệt đi thầy dumbledore nhướng đôi chân mày nếu em chịu đi học ở trường Hogwarts, tôi giao ước dĩ nhiên em đồng ý vậy thì em phải xưng hô với tôi là thưa thầy hay thưa ngài nét mặt riddle đanh lại trong một thoáng ngắn ngủi Trước khi nó nói với một cái giọng không thể cho là lễ phép được. Tôi xin lỗi thưa ngài. Ý em nói là xin vui lòng thưa thầy, xin thầy biểu diễn cho em xem. Harry chắc là thầy Dumbledore sẽ phải từ chối. Rằng thầy sẽ nói với Dumbledore rằng sẽ có khối thì giờ cho những cuộc biểu diễn thực hành ở trường Hogwarts. đang hiện giờ họ đang ở trong một tòa nhà đầy những dân mơ gô. Do vì vậy phải cẩn thận nhưng nó hết sức ngạc nhiên thấy thầy đo rút ra cây đũa phép từ túi áo bên trong của cái áo lớn. chĩa nó vào cái tủ quần áo sập xệ ở góc phòng và dãy một cái không có chủ đích. Cái tủ áo bùng cháy. Guido nhảy dựng lên. Harry khó lòng trách nó rú lên trong cơn kinh hoàng và tức giận. Tất cả tài sản quý giá nhất của nó hẳn là để ở trong tủ. Nhưng vừa đúng lúc, Riddle quay lại sừng sổ với thầy đo ngọn lửa biến mất để lại cái tủ áo hoàn toàn nguyên vẹn. Riddle hết trợn mắt ngó cái tủ lại ngó tới thầy đo. Bỗng nhiên nó chỉ vào cây đũa phép, vẻ mặt hàm hố. Em có thể kiếm một cây như vậy ở đâu? Đừng sốt ruột. Thầy đo nói, tôi nghĩ có cái gì đó đang tìm cách ra khỏi tủ áo của em. Và quả nhiên, có thể nghe được tiếng lục cục yếu ớt vang lên bên trong tủ. Lần đầu tiên Đức đô tỏ vẻ hoảng sợ. Mở cửa ra. Thầy Dumbledore nói. Đức đô ngập ngừng rồi băng ngang căn phòng và mở tung cánh cửa tủ áo. Một hộp giấy bồi nhỏ đang lắc lư và kêu lục cục. Như thể có nhiều con chuột điên mắc bẫy bên trong hộp. Đem nó ra. Thầy Dumbledore nói. Đức đô bưng cái hộp tưng tưng ấy xuống nó có vẻ mất tinh thần trong hộp đó có cái gì em không nên giữ lại không thầy dumlé đo hỏi đuế đồ ném cho thầy dumlé đo một ánh mắt dài trong trẻo đắng đo dạ thưa thầy em nghĩ là có cuối cùng nó nói bằng một giọng nói không biểu cảm lắm mở nó ra thầy Đương Lê đo nói đồ dở nắp hộp và lấy từng món đồ trong hộp ra đặt lên giường mà không nhìn ngắm chúng harry những tưởng là cái gì đó lý thú lắm lại thấy một mớ vật dụng thường ngày nho nhỏ trong mớ đó có một cái đồ chơi trẻ con một cái vòng bằng bạc và một cái kèn ọt được ra khỏi cái hộp mớ đồ vật ngừng run rẩy và nằm im trên lớp chăn mỏng em nên đem trả chúng lại cho chủ của chúng kèm theo lời xin lỗi thầy dumbledore điềm tĩnh nói vừa cất cây đũa phép trở vô trong túi áo thầy sẽ biết em có làm đúng như vậy hay không. Và em coi chừng ăn cắp không được tha thứ ở trường Hogwarts đâu. Trích đồ không tỏ ra một chút bối rối nào. Nó vẫn đăm đăm nhìn thầy Dumbledore một cách lạnh lùng và cân nhắc. Cuối cùng nó nói bằng một giọng không âm sắc. Dạ thưa thầy. Ở trường Hogwarts, thầy Dumbledore nói tiếp. Các thầy cô sẽ dạy em không những cách sử dụng pháp thuật mà cả cách kiềm chế pháp thuật. Lâu nay em vẫn dùng năng lực của em thầy chắc là tình cờ thôi Theo cái cách mà ở trường Hogwarts không dạy Và cũng không chấp nhận Em không phải là người đầu tiên Cũng không phải là người cuối cùng Để cho năng lực quyền bí của mình thoát dòng kiềm tỏa Nhưng em nên biết là trường Hogwarts Có thể đuổi học sinh Và bộ pháp thuật Ừ, có một bộ như vậy Sẽ trừng phạt những kẻ vi phạm luật Một cách nghiêm khắc tất cả Pháp Sư mới phải chấp nhận tôn trọng luật của chúng ta khi gia nhập thế giới Pháp thuật. Dạ thưa thầy, Duyết Đô lại nói. Không thể đoán được là Duyết Đô đang nghĩ gì, gương mặt nó vẫn cứ trơ trơ khi nhặt cái kho tàng nho nhỏ những đồ ăn cắp của nó, bỏ trở vô cái thùng giấy. Làm xong, nó quay sang thầy Đun Lê Đo nói trơ tráo. Em không có tiền. Điều đó giải quyết dễ thôi, Thầy Dumbledore nói rút trong túi áo ra một bao tiền bằng da. Trường Hogwarts có quỹ dành cho những học sinh nào cần trợ giúp để mua sách vở và quần áo. Có thể em phải mua lại sách thần chú cũ và những thứ khác không được mới nguyên. Nhưng... Thầy mua sách thần chú ở đâu? Widow đồ chen ngang. Nó đã nhận túi tiền nặng mà không hề cảm ơn thầy Dumbledore. Và bây giờ nó đang kiểm tra đồng Galeon bằng vàng dày. Ở hẻm xéo, thầy dumbledore nói thầy có đây danh mục sách giáo khoa và học cụ em cần dùng ở trường thầy có thể giúp em tìm được mọi thứ thầy sẽ đi với em hả Riddle hỏi ngước lên nhìn đương nhiên nếu em em không cần thầy Riddle nói em quen tự mình làm mọi chuyện em luôn luôn đi khắp luôn đô một mình làm thế nào đi tới hẻm xéo thưa thầy nó thêm hai tiếng cuối khi bắt gặp ánh mắt thầy dumbledore Larry nghĩ thầy Dumbledore sẽ nhất định đòi đi cùng Riddle nhưng một lần nữa nó bị ngạc nhiên thầy Dumbledore đưa Riddle cái phong bì đựng danh sách những thứ cần dùng ở trường và sau khi hướng dẫn chính xác cho Riddle đường đi từ diện mồ côi đến hẻm xéo thầy nói em sẽ nhìn thấy nó mặc dù dân Mogu chung quanh em tức là những người không có năng lực pháp thuật không nhìn thấy hãy tìm ông Tom người pha rượu cũng dễ nhớ vì trùng tên với em đồ giựt giựt cơ mắt một cách khó chịu như thể cố xua đuổi một con ruồi cà chớn em không thích cái tên tom à có cả đống người tên tom đồ lẩm bẩm đột nhiên như thể nó không cách nào nén câu hỏi xuống được nữa như thể câu hỏi giọt ra bất chấp ý muốn của nó nó hỏi ba của em có phải là pháp sư không Họ nói với em ông ấy cũng tên là Tom Riddle. Thầy e là thầy không biết. Thầy Dumbledore nói giọng dịu dàng. Mẹ em không thể nào có pháp thuật, chứ nếu có thì bà đâu bị chết. Riddle nói, tự nói với mình hơn là nói với thầy Dumbledore. Chắc phải là ba. Vậy khi nào em có đủ đồ đạc, khi nào em đến cái trường Hogwarts đó? Tất cả chi tiết đều có trên trang giấy da thứ hai trong phong bì gửi cho em đó. Thầy Lê Đo nói, "Em sẽ rời nhà ga ngã tư vua vào ngày mùng 1 tháng 9, vé tàu lửa cũng ở trong phong bì." đồ gật đầu, thầy Lê Đo đứng dậy và giơ tay ra một lần nữa, bắt tay thầy, Widodo nói, "Em có thể nói chuyện với rắn, em biết điều này khi tụi em đi dã ngoại ở miền quê, chúng kiếm em, huyết gió gọi em, điều đó có bình thường đối với một pháp sư không?" Harry có thể thấy là Riddle đã nhịn tới lúc đó mới kể ra năng lực kỳ lạ nhất của mình, chắc chắn là để gây ấn tượng. Điều đó không bình thường. Thầy Dumbledore nói sau một chút ngập ngừng, nhưng không phải là chuyện chưa từng nghe nói. Giọng thầy bình thường, nhưng ánh mắt thầy tò mò dò xét gương mặt Riddle. Hai người, một người đàn ông và một cậu bé, đứng chăm chú nhìn nhau một lúc rồi hai bàn tay rời nhau, thầy Dumbledore đi ra cửa. Tạm biệt nhé Tom, thầy sẽ gặp lại em ở trường Hogwarts. Thầy nghĩ vậy là được rồi. Cụ Dumbledore tóc bạc bên cạnh Harry nói, và dài giây sau, hai thầy trò lại một lần nữa nhẹ tên bay xuyên bóng tối, đáp xuống văn phòng hiện thời, đứng đối diện nhau. Ngồi xuống, cụ Dumbledore nói khi đáp xuống bên cạnh Harry. Harry dân lời, đầu óc vẫn còn đầy ấp những hình ảnh nó vừa mới xem. Hắn tin điều đó nhanh hơn con. Ý con nói là khi thầy nói hắn là một pháp sư. Harry nói, khi bác Harry nói với con, thoạt đầu con không tin. Đúng vậy, Quyết Đô hoàn toàn sẵn sàng tin rằng hắn đặc biệt như chữ hắn dùng. Cụ Dumbledore nói, vậy thầy có biết... Harry hỏi, Lúc đó thầy có biết là thầy đã gặp pháp sư hắc ám nguy hiểm nhất của mọi thời hay không à? Cụ đun Lê Đo nói, không, thầy không hề biết sau này y sẽ lớn lên thành chúa tể hắc ám. Tuy nhiên, thầy chắc chắn có chú ý đến y. Thầy trở về trường Hogwarts với ý định sẽ để mắt tới cậu học trò này. Dù gì đi chăng nữa thì đó cũng là điều mà thầy rất nên làm. Bởi vì y cô độc không bạn bè nhưng điều này thầy cảm thấy nên làm vì lợi ích của những người khác nữa năng lực của y như con đã nghe phát triển một cách đáng ngạc nhiên so với một pháp sư trẻ và vừa thú vị vừa đáng sợ y đã khám phá rằng y có cách điều khiển chúng và bắt đầu sử dụng chúng có ý thức và như con đã thấy chúng không phải là những thí nghiệm tùy tiện hay gặp ở những pháp sư trẻ y đã dùng pháp thuật để chống lại người khác để đe dọa trừng phạt hay để chế ngự những câu chuyện nhỏ về con thỏ bị treo trên sàn ngang hay cô bé và cậu bé nọ bị dụ vô hang là cho thấy rõ nhất tôi có thể khiến họ đau đớn nếu tôi muốn và hắn là kẻ hiểu xà ngữ harry nói chêm vô phải quả thật một năng lực hiếm thấy và là một năng lực được coi là có liên hệ với nghệ thuật hắc ám. Mặc dù như chúng ta đều biết, trong số những người tốt và người vĩ đại, cũng có nhiều người hiểu xà ngữ. Thật ra khả năng nói với rắn của y không làm cho thầy khó chịu bằng bản năng tàn ác, kính đáo và thống trị rất hiển nhiên ở y. Thời gian lại chơi khăm thầy trò ta nữa rồi. Cụ Dumledo nói, vừa chỉ ra bầu trời tối thui bên ngoài cửa sổ nhưng trước khi chúng ta tạm biệt nhau thầy muốn lưu ý con một số đặc điểm của những cảnh mà chúng ta vừa chứng kiến bởi vì những đặc điểm đó có nhiều ý nghĩa đối với những vấn đề mà chúng ta sẽ thảo luận trong những buổi học sau này trước tiên thầy hy vọng con có để ý phản ứng của Riddle khi thầy nói đến một người có cùng tên Tom tên với Y e. Harry gật đầu. Qua đó y biểu lộ sự kinh miệt bất cứ cái gì khiến y liên hệ với người khác, bất cứ cái gì làm cho y bình thường. Ngay cả khi đó, y đã ao ước khác thường, xa cách, khét tiếng. Y thay đổi tên y như con biết trong vòng vài năm sau buổi nói chuyện đó và tạo ra cái mặt nạ chúa tể Voldemort mà y đeo khá lâu. Ta tin là con cũng để ý thấy Tom Riddle là kẻ rất tự phụ, bí ẩn và rõ ràng là không có bạn bè. Y không cần giúp đỡ hay đồng hành trong chuyến đi đến hẻm xéo. Y thích hành động một mình. Gã Voldemort trưởng thành cũng y như vậy. Con sẽ nghe nhiều tử thần thực tử tuyên bố rằng chúng là thân tính của y, rằng chỉ có mỗi mình chúng gần gũi với y, thậm chí hiểu y chúng chỉ nói dối. Chúa tể Voldemort không bao giờ có một người bạn, thầy cũng không tin là y muốn có bạn bao giờ. Và cuối cùng, thầy hy vọng con không đến nỗi quá buồn ngủ mà không chú ý đến điều này, Harry à. Thằng bé Tom Riddle thích thu thập chiến tích. Con đã thấy cái hộp những thứ đồ ăn cắp mà y giấu trong phòng những thứ đó đã được lấy từ những nạn nhân mà y đã bắt nạt những kỹ vật nếu còn muốn gọi vậy của những trò pháp thuật đặc biệt khó chịu hãy nhớ cái khuynh hướng giống chim ác là này bởi vì điều này đặc biệt sẽ quan trọng về sau giờ bây giờ thì tới giờ đi ngủ thật rồi Harry đứng dậy khi nó đi ngang qua căn phòng mắt nó lại nhìn lên cái bàn nhỏ nơi nó đã nhìn thấy chiếc nhẫn của Marvolo ganh lần trước. Nhưng chiếc nhẫn không còn ở đó nữa. Gì đó Harry? Cụ Dumbledore hỏi vì thấy Harry bỗng nhiên đứng lại. Cái nhẫn biến mất rồi. Harry nói nhìn quanh quất. Nhưng con nghĩ thầy có thể có cái kèn Armonica hay cái gì đó. Cụ Dumbledore nhướng mắt qua trồng kính hình nửa dần trăng, cười toe toét với nó tình rành đó Harry à nhưng cái kèn Armonica thì chỉ mãi mãi là cái kèn Armonica và kèm theo chú thích bí ẩn đó cụ dãy tay chào Harry nó tự hiểu là mình đã bị đuổi ra